Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. Bootstrap là gì? Bootstrap là một framework bộ khung cho phép người dùng có thể thiết kế website một cách dễ dàng và nhanh chóng. Bootstrap có các thẻ HTML, CSS và JavaScript hỗ trợ phát triển responsive web mobile. Nhờ vào các thành phần chính nên trên mà Bootstrap có thể tạo ra những thứ cơ bản sẵn có trên một trang web thông thường như typography, form table, button, navigation, image carousel model và nhiều thứ khác. Ngoài ra, trong Bootstrap còn có thêm các plugin JavaScript hay còn gọi là các gói tiện ích. Nhờ vậy mà việc thiết kế trở nên dễ dàng hơn. Lịch sử hình thành Bootstrap. Bootstrap được hai kỹ sư công nghệ phát triển đó là Mark Otto và Jacob Thornton làm việc tại Twitter từ năm 2011. Đây là một loại mã nguồn mở. Kể từ khi ra đời cho đến nay, Bootstrap đã trải qua nhiều phiên bản và sự nâng cấp diễn ra trong thời gian khá ngắn. Năm 2012 thì phiên bản Bootstrap 2 được phát hành. Các nhà nghiên cứu bổ sung vào bố trí 12 cột lưới với thiết kế cho màn hình kích thước. Năm 2013, Bootstrap 3 được công bố với xu hướng phù hợp với thiết bị di động thông minh. Năm 2014, phiên bản kế tiếp là Bootstrap 4 được chào sân và triển khai mạnh mẽ vào năm 2015. Đến nay Bootstrap vẫn đang tiếp tục phát triển, lý do Bootstrap ra đời đó là ở thời điểm này có quá nhiều nguồn thư viện cho việc lập trình web mobile. Điều này gây khó khăn cho các nhà phát triển phần mềm trong việc tìm kiếm dữ liệu. Đặt ra mục tiêu mới, hai nhà phát triển Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. Web Mark Otto và Jacob Thornton đã kỳ công nghiên cứu và tập hợp tất cả những gì tinh hoa nhất để tạo nên Bootstrap. Đó là cả một quá trình trải nghiệm với đam mê với đứa con tinh thần của mình, vì sao bạn nên sử dụng Bootstrap. Bởi những tính năng tiện lợi mà nhiều người đã sử dụng Bootstrap, đầu tiên là thân thiện với người dùng. Nó chỉ khai thác ở ba yếu tố chính đó là thẻ HTML, CSS và JavaScript. Do đó, những ai đã có kiến thức cơ bản về ba thứ này thì đã có thể sử dụng tốt Bootstrap. Hơn nữa, với Bootstrap, các nhà thiết kế website có thể tiết kiệm được thời gian cho việc thiết kế của mình vì họ không phải bỏ thời gian ra để viết những đoạn code cho giao diện. Thay vào đó, những đoạn code này đã có sẵn trong thư viện, người dùng chỉ cần lấy ra và chèn vào trong website là được. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ thấy Bootstrap có tính ứng dụng và tiện lợi rất cao. Tính năng responsive được xây dựng sẵn trên các thiết bị thông minh như smartphone, tablet và desktop nên phù hợp với tất cả giao diện của thiết bị di động. Do đó, người dùng có thể lướt web với bất kỳ kích thước màn hình nào. Có khả năng tương thích với nhiều trình duyệt, hầu như Bootstrap đều thân thiện với tất cả các trình duyệt web thông dụng như Firefox, Safari, Chrome, Internet Explorer và Opera. Có tính năng tùy chỉnh Customize giúp cho các nhà thiết kế có thể linh hoạt chọn lựa những thuộc tính phù hợp với dự án của họ. Chức năng này cho phép người dùng không phải tải hết mã nguồn về máy mà chỉ chọn một phần nào mình đang cần mà thôi. Bởi tính năng này mà Bootstrap dần trở nên phổ biến. Trong sự lựa chọn chức năng này cũng cho phép bạn không cần phải tải toàn bộ mã nguồn về máy. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn.